Nguyễn. Xin chào Thảo Nguyễn. Đây là những người hả? Dung Nguyễn, chào Dung Nguyễn. Chào Hà Cảnh Quốc. Chào Gia Huy. À, có chưa hết, có người tặng sao luôn rồi. Xin chào tất cả bà con cô bác. À, hành trình đi miền Tây 4 ngày mới về, về đêm hôm qua 1 giờ sáng 12 giờ chứ phải 1 giờ 12 giờ khuya xong lại tiếp tục sáng ngày hôm nay hành trình lên đường đi tiếp đây Ba Chị Bến Tre thẳng tiến nha cả nhà. Hành trình chia sẻ 200 xuất quà Tết vì người nghèo, dép, quần áo Tết Trang, không biết có chở dép được nó quên nữa. Có. Ủa nhưng mà sáng bỏ lên chưa? À, bỏ rồi chắc, bỏ tối rồi. Nhờ cái xe bên quân đội chở dùm bớt của bên đó, có quần áo với dép. Không phải bé Đào nha, cái này là bé My. Đây bé My, con gái nuôi của Sang. Bé My chào đi con. Vẫy tay giơ tay cho chào. Tưởng là bé Đào kìa. Sáng nay lại tiếp tục đi nhiều chuyện ở đây Ba Chi Bến Tre xong rồi chạy về, trời ơi chạy giống như chạy xô cả nhà, có ai có xô nè không quăng cho tấm lọt coi, để chạy cho nó đắt chút xíu nghỉ ăn cơm luôn. Tới hôm nay chưa đi cúng mồ mả vậy chân. Năm nay thì Tám Sen sẽ nghỉ sớm. Hội viên năm nay là tất cả toàn lực lượng là làm cũng cả năm nay cũng là hết công sức rồi. Đi chuyến này nữa xong rồi về là sang đóng rồi chương trình luôn á. Và chỉ còn có đi thăm bà ngoại nữa thôi, với đi bán khẩu trang ở đầu Nha Trang nữa thôi, quay về. Rồi năm nay nghỉ sớm nha cả nhà, thông báo cho cả nhà, cho mấy anh em lực lượng là về quê luôn sớm. Thì sáng nay thì điểm đến của mình là ở Ba Chi. Nói chung là năm nay là do tình hình dịch bệnh thì cũng đuối hết trơn rồi. Thường thường năm thì sang đi mấy tiếng ở ngoài vùng núi. Tết thì nghèo cũng mấy ngàn xuất quà. Rồi năm nay chỉ có 200 xuất quà đó, vớt vát được con chót. Đó. Cho nên thì không có đi được số đông. Giấy cho năm 2022 toàn người dân được bình ổn, yên bình. Cả rất cả nhà hảo tâm thì ta còn giúp đỡ cho những nơi vùng xa được. Còn nếu mà bớt bát như năm 2021 thì cô chú anh chị mạnh thường quân cũng bớt bát theo. Cả nhà nghe Sang nói rõ không cả nhà ơi? Nói giùm bà Thủy. Cả nhà ơi, có nghe Tám Tuấn nói rõ không? Ông muốn tắt tiếng rồi, ông la, ông đi bán hàng xôn, ông muốn tắt tiếng rồi. Cả nhà có nghe Tám Tuấn nói rõ không? Nếu rõ thì nhớ cho số 1 và nhắn chữ rõ giùm. À, cảm ơn cả nhà nha. Nói chung là mấy cô chú anh chị các cháu đều đang gửi lời chúc sức khỏe và nói tấm Sang là phải giữ gìn sức khỏe nghe không?
Cảm ơn quý vị nhiều. La hết nổi rồi, khen tiếng rồi. Vui mừng là hội đang đi đến Bến Tre. Có người hỏi là mình đi đến Bến Tre mình có đem khẩu trang với máy đồ bán không? Không, bữa nay không có đem gì á. Cả nhà ơi, tranh thủ đi rồi xong rồi tranh thủ về. Bữa nay là mình đi Ba Tri Bến Tre hả anh Tám Sang? Đi Ba Tri Bến Tre. Ba Tri Bến Tre mà chỗ nào? Nó nằm trong mấy cái địa chỉ, nằm trong mấy đang lái không có. Rồi. Bữa nay là đi chia sẻ những cái phần quà cuối năm cho bà con nghèo ở Bến Tre nha cả nhà. Cảm ơn Trần Thị Hương, Nguyễn Phượng. Hảo Nam hả? Ồ, có người tặng sao luôn kìa. Cảm ơn bà con đã tặng sao cho tấm lọt. Trời ơi, sáng sớm là ngôi sao 50 sao luôn. Xét đi tặng gì á, tăng. Quá trời người, tính nhọc. Ồ, xét đi tăng tặng 50 sao đó nha. Tấm thân nhỏ bé xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì rất là vui nha. Vui là được đi chung với anh Tám Tuấn. Lâu lâu đi với anh Tám Tuấn vui lắm cả nhà ơi. Phạm Quang Vinh, cảm ơn Phạm Quang Vinh. Cả nhà có muốn mua khẩu trang thì bên hội mình sẽ ship gửi tới, bưu điện đem tới luôn. Có số điện thoại đang ghi ở trên đó cả nhà ơi. Số điện thoại là 0777. Sao máy lên sao? 588 5888 448 được đó nha. Cả nhà nhắn tin vô, có người gửi khẩu trang về tới nhà nữa rồi. Ồ, nhiều người tặng sao quá. Rồi. Hello, Viên Trần. Minh đang xem. Hotline. Phạm Quang Vinh. Chào con. Kiều Trần, chào con. Hôm nay là Thủy không có quanh quẩn trong nhà của mình nữa. Không có quanh quẩn trong nhà của mình mà Thủy đang trên con đường của Tám Sang, đang đi theo trên con đường của Tám Sang nè. Tám Sang là lúc nào cũng mỗi ngày đối với anh là những cuộc đi. Là những chuyến đi. Đó, mỗi ngày của anh là những chuyến đi, cứ đi mãi, đi hoài, đi mà không biết chịu dừng. Chúng ta đang đi trên con đường của chúng ta ha cả nhà ha. Rồi Sang đã vô cao tốc rồi nha. Đây là trên đường cao tốc nha cả nhà, tới địa phận Bến Lức. Mình đang đến tới địa phận Bến Lức. Tám Sang đang chạy trên đường cao tốc. Ôi, trên đi tặng sao hoài luôn anh. Cảm ơn trên đi tặng. Cảm ơn Kiều Trần. Sẵn đây cảm ơn bà con ở Cần Thơ luôn nha. Trời ơi, thương quá trời luôn vậy đó. Ngày qua hồi đó bán, bà con đem ra sợ đói bụng, đem đồ ăn, nước uống quá trời nhiều luôn. Ăn hết luôn, trở về nhà cho mấy đứa nó ăn mà ăn ổn hết luôn. Cơm nè, nước nè, rồi ghén nè, trà sữa nè, nước ngọt nè,
Châu Á là nước dừa nè. Ủa trời ơi, chú trai quá trời luôn. Rồi cho hai chậu len nữa, hai chậu len bự có đụng luôn. Quá nhiều đồ lắm, ăn đâu hết. Ngày hôm qua đó anh Tám Sang á, về tới nhà giấc tối luôn rồi. Nhưng mà mấy anh em á, trong hội thì cũng đang chất những cái phần quà lên xe tải để sáng nay lên đường nè. Rồi sẵn mấy đứa nó chờ đồ ăn về đói á. Trời ơi, Tám Sang đem đồ ăn của quý cô chú ở Bến Tre nào là bánh cuốn ở Cần Thơ chứ quên, ở Cần Thơ nào là bánh cuốn nè, rồi cơm sườn nè, gì mì ý vậy, rồi ha, coi như là cả tập thể mấy đứa nó ngồi ăn luôn. Tại về khuya đó tụi nó chất hàng lên xe hơi trễ đó, rồi với lại mấy đứa nó cũng coi đi chim, nó thấy là Tám Sang với Tim đồ được bà con cô bác cho đồ ăn quá trời luôn, thấy nôn luôn cả nhà. À, với lại á, về là anh có đem ha một cặp lan. Cặp lan là của ai tặng cho anh? À, của chủ vườn lan. Chủ vườn lan ở Cần Thơ tặng cho anh Sang một cặp lan rất là đẹp luôn. Em đem lên trên bàn Phật rồi, lên trên Tam Bảo rồi. Tặng bưởi nữa. Bưởi nữa. 100 sao, tặng 100 sao. Cả nhà đã tặng ngôi sao ủng hộ tấm lộn nha cả nhà ơi. Bữa nay là la hết nổi rồi. Ừ, ông muốn ông tắt tiếng rồi, tối ông về trễ quá rồi, giờ sáng nay lại lên đường. Anh định nghỉ một bữa nhưng mà nói không, phải có anh đi mới được. Anh cứ tính kêu là nhờ Thủy với mấy anh em đi giùm nó không, anh phải đi, có anh mới vui. Cái này đang hiện tại bây giờ là có 250 người đang xem hả? 251 248 người đang xem thì rất là cảm ơn. Cả nhà ơi, mình hãy đồng hành với Tấm Sang đi về đến Ba Tri luôn nha. Nguyễn Úc đang xem. Lãnh lương là lãnh hả? Thanh Thảo Nguyễn, chào Thanh Thảo Nguyễn. Lãnh lương không phải lãnh mà là lãnh là lãnh chỗ. À, lãnh lương không phải. Bác bình luận cần thôi. Rồi, chào chúc anh Tám Sang và đồng nghiệp nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha. Dương Minh Dương đang xem. Anh chào cô chú nha. Rồi chào Tuấn Anh Nguyễn nha. Linh Trần đang xem. Minh Duy Lương, hello sư phụ 8 tuổi. Trời, cảm ơn nha. Xin chào Ngân Thập đang xem. Russia Nguyễn Nguyệt. Dạ, 267 người đang đồng hành trên những cái chuyến đi của Tấm Sang trên cung đường. Khá Trần, chào Khá Trần. Hiền Nguyễn đang xem. Xin chào Hiền Nguyễn nha. Rồi chào Thư Ánh nha. Thì Dương Nguyễn Thanh Trúc. Rồi chào con Trần Hồng Linh. Nghe chị đó này. Trần Duy, chào Trần Duy. Chết Đi Tăng, cảm ơn Chết Đi Tăng rất là nhiều. Trần Phương, Minh Duy Lương. Ồ, đã 500 sao luôn. Duy Candy, Kính Văn Nguyễn. 240 người đang xem. Rồi bé My ơi, con nhìn lên đi, con tự giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi, con đến từ đâu nè, tại sao mà con ngồi trên được ngồi trên chiếc xe với lại đồng hành với lại bố Sang nè. Con lớn lên. Tôi mới lớn rồi. Tại sao hôm nay được ngồi đây?
Thì nói chuyện hơi nhỏ. Con nói lớn lên nha con. Rồi hôm nay là con đi theo bố Sang để đi tặng quà cho bà con nghèo ở Ba Chi, con có cảm nhận như thế nào không? Nói lớn lên con. Con vui lắm ha. Con học lớp mấy con? Rồi thông báo với cả nhà luôn. Bé My năm nay học lớp 11, 17 tuổi rồi. Bé My được điểm là 9 phết hạng 4. Hôm qua hả? Đứng hạng 4 rồi ơi. Hôm qua thì ông ngoại đi đi họp phụ huynh, ông ngoại điện lên báo cái nhảy cái từng từng luôn, mừng quá. Học tôi hạng 4 là cũng giỏi lắm rồi đó con. Rồi bây giờ đang tới trạm dừng chân nha cả nhà. Đổ xăng ha anh. Không có đổ xăng anh ghé nên anh nhắn tin cho người ta gấp. Cho nên thì em có mua cái gì thì em vô em mua. Đó, cầm máy vô cổng rồi con nó xương cái gì xem. Con đặt lại chim lại. Con nhảy xuống con đi với mom, con đặt lại chim lại cho mọi người xem. Ở dưới người ta bán đồ ăn cái gì anh ơi? Có hủ tiếu rồi kìa. Đó. Mình để ăn hủ tiếu trên kia hả? Ăn ở trên kia thì cũng ngon, ở đây nó cũng làm được chứ nó không ngon. Hủ tiếu đi to bún ba thì nó ngon hơn. Mình về xe vô. Thằng Hận đổ dầu. Xe mình xe Hận đâu? Đang đổ dầu trống á. Mình đâu có vô ra xăng được. Rồi. Đi xuống rồi. Bỏ vỏ nó được rồi. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rồi, tới trạm dừng chân nha cả nhà. Ơi. Đây. Đi tới nhà khán giả đi con. Chào cuối đầu là ngoài chứ. Giới thiệu con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con đến từ đâu? Đến từ Trà Vinh. Chứ không phải Bình Thuận hả? Dạ không, Trà Vinh. Cả nhà ơi, mình đang anh Sang đang dừng lại có công việc xíu á, rồi Hận á với lại chồng Thuận với lại bữa nay đi là có Hận với chồng Thuận, cu Tí với Hiếu, rồi đổ dầu, bạn đang đổ dầu thì cái chạm ở đây chạm dừng chân với nhà, ở trong đó là có bán hủ tiếu bánh mì. Ở trong đó khu vực đó con có mua gì không hả? Dạ không. Hiếu đâu con? Đang ngồi trên xe hả? Nói chung là sáng một chút xíu nữa là sẽ ghé chỗ ăn sáng. Con cầm máy giùm mâm đi, mốt kêu qua kêu cô kêu mâm luôn đi. Đi dưới đây. Hôm nay á cả nhà ơi, bên đây là anh Sang thì thủy xin chia sẻ tiếp nha. Anh Sang đi tặng quà cho bà con nghèo ở Ba Tri Bến Tre, và có cái địa chỉ, có địa chỉ không con? Nãy có ghi địa chỉ đâu không? Phải hỏi kỹ là bố cái địa chỉ ở đâu. Bây giờ con vô con hỏi bố là cái địa chỉ đó không phải không được, bố cũng đâu biết cái cô kia chia sẻ vị trí. Ở Ba Tri Bến Tre để tặng quà cho bà con nghèo ăn Tết và kiếm dịp cuối năm. Còn Thủy là đang lên kế hoạch định đi thăm các bé ở vùng cao. Thì các bé ở vùng cao rất tội nghiệp lắm, nhưng mà anh Sang nói không thể không kịp nữa rồi. Tại Tết thì còn có 10 ngày nhưng mà còn có mấy ngày nữa là ngày 25 Tết thì anh Sang sẽ tổ chức một cái buổi tiệc cho anh em tài xế được về nhà sớm nghỉ ngơi hôm nay năm nay. Vì thật sự ra cái năm nay là một cái năm trận đại dịch, tất cả mọi người cũng đã cống hiến và mệt mỏi lắm rồi. Giống như năm ngoái thì anh Sang là tới ngày 29 Tết luôn, nhưng mà năm nay
là ngày 25 sẽ là một buổi tiệc gia đình, rồi cho mấy anh em được về quê với gia đình sớm. Còn đứa nào muốn ở lại với đứa nào muốn ở lại với sư phụ Tám Sen thì cứ ở lại, nhưng mà để cho mọi người được cảm thấy là gần gũi gia đình nhiều hơn đó, nhân cái cơ hội mà Tết Nguyên Đán này. Cho nên hãy chia sẻ với cả nhà biết nha, là ngày 25 Tết, cho nên cái việc mà mình đang lên cái dự định là đi thăm các trẻ em. Thì nếu mà cả nhà cũng biết, đi lên các cái vùng cao, vùng cao nguyên hay Tây Nguyên đồ vậy, những trẻ em cái đó thấy thương tội lắm, cho nên là mình rất là muốn đi luôn, nhưng mà là cũng đang định lên kế hoạch rồi, chuẩn bị liên lạc rồi, nhưng mà sao nó không nổi nữa rồi em ơi, không nổi nữa, không còn đủ thời gian. Thì khi mình đi như vậy thì nó mất 4-5 ngày, mà bây giờ Tết cũng cận rồi. Thì những ngày vừa qua cả nhà biết không, là Hiếu qua đây con. Đây, chào quý vị khán giả. Đây, đây chào là quý vị khán giả, con là Hiếu nhỏ. Chúc quý vị khán giả một buổi sáng an lành, được thật nhiều sức khỏe. Bao nhiêu tuổi? Dạ, con 16. Ý, 16. Bên nó còn cô Tí nó 15 phải không? Dạ. À, cô Tí nhỏ hơn con. Vậy là con bé My là chị con. Dạ, đúng rồi. Ờ, trời đúng ơi. Chị con hả? Chị gì mà thấp hơn con hả? Rồi, đây là Hiếu nhỏ. Ta cũng đang đồng hành với lại chuyến đi này. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Con đi, kề này đi, thấy vui không? Dạ, vui con. Cái hai đứa nhỏ này nè, mà anh Sang á, mà đi công tác ở đâu á, nó rất thích đi theo. Con trai mà, nó thích khám phá, rồi nó thích được, nói chung. Xin lỗi cả nhà. Nói chung là con trai mà thanh niên mới lớn lên vậy nè, nó thích là lăn lộn, rồi nói chung là làm cái gì mà mạnh mẽ, nhiều khi bụi bụi vậy mà nó lại thích đó. Mà đi là lúc nào cũng xin theo á, xin là bố Sang mà như giống như cô Tí nè. Rồi thôi bây giờ á mình đi lên xe tiếp tục nha cả nhà. Đây đây đây, cô Tí đâu rồi, cô Tí ơi. Rồi bây giờ đâu rồi, xe anh Thận với Trọng Thận rồi. Rồi tụi con lên xe nha, để đi qua cho Trọng Thận với Thận chào khán giả một cái. Chào quý vị khán giả đi Thận ơi. Đang like, đang like. Rồi chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Trọng Thận nữa rồi. Rồi thôi giờ lên xe mình đi thôi. Tiếp tục cuộc hành trình nha cả nhà ơi. Ơi để nói với cả nhà mấy câu. Rồi xin chào bà con cô bác, lại là Tấm Lọt đây. Điểm đến của Tấm Lọt ở đây là xã An Hiệp nha cả nhà. Hồi nãy giờ lục trong điện thoại có cái địa chỉ rồi, xã An Hiệp. Xã An Hiệp, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Thì điểm đến phát quà của Tấm Lọt ngày hôm nay thì nó chỉ có đơn giản thôi, thuốc men, thuốc đặc trị, để mà thuốc đó thì có các bác sĩ kê to, cho nên sang giao bên chỗ y tế của xã An Hiệp để mà trong cái việc phòng chống Covid đồ kê to cho bà con. Anh nghe là anh nha. Đi qua xe hả? Vậy vô trạm dừng chân đi, em ăn ở chỗ Minh Tâm á, trời ơi nó bỏ bột ngọt không á. Nó bột ngọt nó lè lưỡi luôn á, mà nó nông nghiệp. Em vô trong trạm dừng chân có hủ tiếu mì thò ăn cũng được lắm nè. Trạm dừng chân là tới là cây xăng á, giữa cao tốc á. Anh đang trong đây nè. Rồi vậy vô Minh Tâm phải không? Nhưng mà khuyến cáo mà mốt đừng vô bên Tâm ăn nha, nó bột ngọt không luôn á.
Ok. Xã An Hiệp, huyện Ba Tri, rồi địa điểm đó là ở đâu? Điểm đến là xã An Hiệp. Huyện Ba Tri, xã An Hiệp, nhưng mà cái điểm nào? Trường học hay là... Hả? Trường học hay là... Chưa biết cái dưới ủy ban đã chọn cái địa điểm nào. Không sao mà biết anh đi cũng dài rồi. Thì điểm đến của Tấm Lộc á, xã An Hiệp. Nói chung thì chuyến đi lần này chỉ có thuốc, thuốc đặc trị. Rồi bên cạnh đó thì 200 vỏ quà. Quà trong đó gồm 10 kg gạo, thùng mì, nước tương, dầu ăn, amala gì đó. Sang đi ở nhà không biết mấy đứa nhỏ mua đường. Rồi đường nữa. Ở trong 200 sức quà đó có 200 đôi dép, rồi quần áo mới. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi, nhẹ nhàng ăn Tết với bà con Ba Chi. Còn bà con ở nơi khác thì sang năm nay sang đã lỡ hẹn, không phải lỡ hẹn nữa, nhưng mà tại vì không có hứa. Nhưng mà hàng năm mình sang đi hàng ngàn phần quà đi khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì chỉ nhẹ nhàng 200 vỏ quà thôi. Còn những nơi khác thì sang xin tùy duyên vào năm sau cả nhà. Thì một lần nữa trước khi lên đường, sang rất là cảm ơn mọi người đã luôn xem video của sang để mà cùng đồng hành với sang, và cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã tặng sao cho Tấm Lọt. Tấm Lọt rất là cảm ơn. Rồi My, con chào người ta, con nói lớn lên cho. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Rồi, bé yêu. Xin chào cả nhà nha. Thủy rất là vui và cảm ơn tất cả mọi người đã tặng sao cũng như đã đang đi theo hành trình của anh Tám Sang. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay bé yêu đi theo anh có vui không bé yêu? Vui chứ. Vui lâu lâu được đi theo mà không vui sao được. Rồi, trời rồi. Ơi. Con bé yêu mừng rồi. Ở dưới hai nữa thì Sang cũng xin nhắc là cái việc năm nay Sang sẽ cho đội hình nghỉ sớm dưỡng sức về quê, vì cả năm nay là lực lượng là đã cày vừa dắt cạn hết năng lượng rồi, cho nên là năm nay phải cho mấy anh lính nghỉ sớm. Và Tết không nghỉ sớm, ngừng hoạt động sớm và ngừng qua Tết luôn, qua tới ngày mùng 8 sang mới là chính thức là cho hoạt động lại. Vì suốt nguyên năm qua thì mà lực lượng của sang đã xài hết năng lượng rồi, giờ chỉ về ôm vợ tiếp thêm năng lượng nữa thôi. Để tôi dắt cái bà bé yêu của tôi đi tắm sình đó. Tắm sình xong rồi chuyển qua tắm nắng đó, tắm nắng xong chuyển qua phơi khô đó, tôi mới có năng lượng rồi tôi đi tiếp nha cả nhà. Đó, phục vụ người ta cả năm rồi, bây giờ cuối thằng phá đám ghê đó, alo, phục vụ người ta cả năm rồi và thì bây giờ đã đi nạp thêm năng lượng với dế yêu của sang, ở quên lộn, bé yêu của sang đó. Rồi chào cả nhà một buổi sáng bình yên, một ngày mới an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.